Rồi, xin chào thiện em nhé. Đấy, thì đợt vừa rồi là nó vòng 2 tháng vừa rồi là em rất là bận luôn. Đấy, công việc khá là nhiều nhá. Đấy, thì cái mùa này thì ở miền Trung á, ở chỗ của em đang làm việc á, thì nó là đang là mùa hạ. Đấy, mặn nó lẫn rất là nhiều và có những cái nơi thậm chí nó có thể mặn lên đến 30 40 phần ngàn nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em cái máy chuyên đèn mặn luôn. Đấy, cái mẫu này là cái hệ 24V nha. Ở cái mẫu chuyên mặn như thế này ở những cái vùng mà đến ở tầm 30 phần nghìn thì máy mọi nơi đều đưa về là sẽ rất là khó đến nha. Đấy, máy điện tử thì nó vẫn đến được, cơ bản nó vẫn đến được, nhưng ở cái mức mà nếu mà làm kinh tế thì nó so ra thì nó sẽ không bằng cái con máy này nha. Đấy, em xin khẳng định luôn. Thì con máy này là sẽ có 6 chế độ đen cộng thêm một chế độ mặn đặc biệt nha. Mặn đặc biệt là em đến trực tiếp luôn. Đấy, thì 6 cái chế độ đen và một cái mặn đặc biệt vì cái nguồn nước khá là phức tạp. Thì ở cho chế độ mặn dưới 20 phần ngàn á, thì anh em sẽ có vượt mặn đỏ đen và 6 cái lỗ để anh em đến từ mặn nhẹ đến lợ và đến cái nước ngọt thuần nhá. Đấy, nhưng mà khả năng là ngọt thuần là đến nó sẽ không 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 được hiệu quả đâu. Đấy, còn nếu mà trên 20 phần ngàn á, thì chắc chắn là sẽ có cái mẫu sẽ có cái ngõ mà màn đặc biệt nhé. Đấy, cái màn đặc biệt là nó sẽ ở phía bên trái. Tại vì cái màn đặc biệt này nếu anh em không để ý thì nếu mà ra màn không chuẩn sẽ không được đâu. Đấy, đây là hai cái ngõ đến màn đặc biệt nhé. Thì nó là có set mét có chữ nghe, thực tế anh em đã đem về rất là nhiều các cái mẫu máy, anh em bảo nào là 2V 1V, đấy, 2 biến áp 3 biến áp vớt, em đã bảo là vớt nha. Đấy, mình đánh là mình làm máy là phải làm cho chuẩn. Đấy, ở nhiều vùng anh em có thể đánh ở chuông hồ tôm thì anh em có thể đánh được cái máy điện tử hoặc là máy 2V, anh em vẫn đánh được nhá. Nhưng mà dịnh màn đặc biệt ở cửa biển hoặc là dịnh màn trên 3 phần ngàn thì anh em khẳng định là chỉ có cái màu không đếm này thôi nha. Đấy, phải thừa nhận là nó hơi nặng một tí, nhưng mà để mà đổi lại cái đánh kinh tế thì anh em đánh khá ok. Đấy, đấy anh em thấy chưa. Đấy, những cái mẫu như thế này mà anh em đánh màn thì nó cũng là vớt. Đấy, mùa này thì rất nhiều cái máy mặt gửi về nhưng em làm em thấy rồi nực cười quá. Thì con này là em sẽ gửi ra cho một anh ở Quảng Trị luôn nha, anh sẽ gửi lại trong ngày hôm nay. Còn yêu cầu một số anh em ở miền Nam thì đang vào cái mùa du hồng thì em sẽ làm clip sau, vì em đang sau khi lên con máy này xong thì sẽ có một đợt nữa em sẽ làm trong tầm khoảng trên dưới 10 cái máy chuyên về đô phi không thì em sẽ giới thiệu sau. Còn đây là cái máy điện mặn để anh em tham khảo thêm nha. Thì ở những cái máy như thế này anh em đi buộc là phải trên một đi buộc là một cặp pin hoặc là một cặp pin 120 trở lên nha, thì sẽ hiệu quả hơn, vì rõ ràng là cái độ ăn điện của cái máy kết mặn thì nó sẽ ăn điện hơn nhiều so với cái máy đánh ngọt nha. Thì máy móc bên em làm thì anh em có thể thấy rồi, từ từng cái chi tiết tủ trợ biến áp đấy, so linh kiện tất cả đều làm ở cái mức mà tối giản và làm ở cái chất lượng linh kiện là tốt nhất cho anh em nha. Đấy, thì mình mua một con máy mình đến cả đời thì mình lựa chọn những con máy nào sao cho nó hợp lý một tí nhá, trận mua là tiền mất tật mang nha. Đấy, đấy thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Đấy, số trên số điện thoại anh em kết bạn hoặc là gọi trực tiếp cho em nhé. Đấy, số điện thoại em để trên màn hình. Đấy, còn ở những anh em ở gần thì có thể tại trực tiếp mình, anh em buổi xa thì vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ nha. Rồi, chào anh em nhé.